Sáng ngày 20 tháng 11, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Manuela Vivero, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Cùng dự có bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia World Bank tại Việt Nam, Lào, Campuchia và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành của Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết các thách thức mà các dự án cụ thể đang phải đối mặt, chẳng hạn như dự án thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng biến đổi khí hậu, dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Về danh mục các dự án được đề xuất trong những năm tới, Phó Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của World Bank cho Việt Nam vay hơn 11 tỷ USD trong 5 năm tới, tập trung vào các lĩnh vực chính như cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp và các dự án hướng đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, khẳng định chính phủ và các bộ ngành đã có những bước tiến đáng kể trong việc hợp tác với World Bank, xây dựng và hoàn thiện khung quan hệ đối tác quốc gia. Phó Thủ tướng đề nghị World Bank xem xét phản hồi từ các bộ ngành và chính quyền địa phương có liên quan, hoàn thiện nội dung khung quan hệ đối tác quốc gia và định hướng dự án trong 3 năm tới để lãnh đạo hai bên phê duyệt. Phó Chủ tịch World Bank Manuela Vivero khẳng định Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia thành công ở trên thế giới. Mục đích chuyến công tác lần này là thảo luận về việc làm thế nào để Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài như con người, thể chế tập trung cho phát triển, hợp tác quốc tế. Cùng với đó, phía World Bank hoàn toàn ủng hộ các dự án và khuyến nghị mà Phó Thủ tướng nêu, mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm ra con đường tư duy bứt phá, vượt qua các thách thức để phát triển bền vững trong thời gian tới.